Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nhân đạo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ để mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ đã duy trì hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 550 địa chỉ. Trong đó, Hội chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ hỗ trợ 48 địa chỉ, Hội chữ thập đỏ huyện Khoai Châu hỗ trợ 40 địa chỉ, Hội chữ thập đỏ huyện Phan Giang hỗ trợ 35 địa chỉ, Mỗi địa chỉ được hỗ trợ từ 10 đến 20 kg gạo hoặc từ 200.000 đến 350.000 đồng một tháng. Với những việc làm thiết thực, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã trở thành điểm tựa cho những mảnh đời nghèo khó. Trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục duy trì và phát triển phong trào, thường xuyên khảo sát và nắm chắc các đối tượng để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Vừa qua, Hội chữ thập đỏ thành phố Hưng Yên phối hợp với đội thiện nguyện cầu nối thiện tâm đã trao 130 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Hoành ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. Bà Hoành năm nay gần 80 tuổi, thường xuyên bị ốm đau, không có khả năng lao động, sống cùng một người con trai có vấn đề về thần kinh, thuộc hộ nghèo của xã. Trước hoàn cảnh đó, đoàn đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ 130 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho bà. Cũng trong dịp này, đoàn thiện nguyện đã trao tặng một con bê và 10 phần quà cho các đối tượng chính sách gia đình khó khăn tại thành phố Hương Yên trị giá gần 40 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ động viên, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vừa lên trong cuộc sống. 12 năm gắn bó với công tác chữ thập đỏ, ông Lưu Quang Dương, chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Khoái Châu, luôn nhiệt tình tâm huyết với công việc, góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Gia đình nạn nhân chất độc da cam, Đỗ Nho Sơn ở xã Tư Dân thuộc gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Nắm bắt được tình hình đó, năm 2014, ông Dương đã vận động các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm tặng cho gia đình một con bê sinh sản trị giá 13 triệu đồng. Đến nay sinh sản được 4 lứa, mang lại thu nhập cho gia đình từ 9 đến 12 triệu đồng một năm. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình ông Sơn đã với bớt khó khăn, ổn định hơn. Nhiều năm gắn bó với công tác hội, ông Dương luôn chăn trở phải làm sao để giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn. Ông luôn chủ động lập kế hoạch hoạt động, chú trọng phát động nhiều phong trào thi đua ở các cấp hội để mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu về hoạt động nhân đạo. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, ông đã cùng với các cấp hội thực hiện tốt nhiều phong trào như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tặng gần 2.500 xuất quà trị giá gần 800 triệu đồng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ 1.700 lượt đối tượng với tổng số tiền gần 890 triệu đồng. Đặc biệt nhiều năm nay, Hội chữ thập đỏ xã còn phối hợp tổ chức được 5 đợt thăm tặng quà đồng bào lũ lụt, đồng bào nghèo với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò của đồng chí Lưu Quang Dương, Chủ tịch hội. Đây là một cán bộ trẻ, có thể nói là rất có năng lực, nhiệt tình với công tác và đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp để làm tốt cái công tác nhân đạo thực hiện. Đồng cảm với người nghèo, ông Lưu Quang Dương vẫn tiếp tục hành trình chia sẻ yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái với những việc làm đầy ý nghĩa. Nhiều năm liền, ông vinh dự được các cấp các ngành tặng bằng khen. Thưa quý vị và các bạn, gia đình anh Nguyễn Văn Quyết ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động vốn đã rất khó khăn. Nay lại càng khó khăn hơn khi không may anh bị tai nạn giao thông. Hiện gia đình anh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Anh Quyết sinh năm 1989 là lao động chính của gia đình. Hàng ngày không quản đắng mưa để có tiền nuôi bố mẹ, hai con nhỏ và người vợ bệnh tật anh Quyết đã làm rất nhiều việc như cao lưới, chăn vịt, phụ hồ, nhưng không may đầu tháng 2 vừa qua, trong khi đi làm anh bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, khiến anh bị liệt nửa người, không nói được. Để có tiền điều trị cho anh, gia đình đã phải vay mượn 450 triệu đồng. Đến lúc này, điều kiện kinh tế gia đình đang rất kiệt quệ, gia đình anh rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục điều trị bệnh cho anh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Điện thoại 0363 089 089 hoặc liên hệ với chị Bùi Thị Huyền ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hương Yên. Điện thoại 0988 249 621. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục nhân đạo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.